Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Hương Sắc Miền Núi Vlog. Hiện tại tôi đang có mặt ở xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đang chuẩn bị diễn ra một cái hội thi rất là độc đáo. Đó là cái hội thi bắt cá bằng tay không. Thì hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi khám phá xem là cái lễ hội này nó có những cái gì đặc sắc. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phía bên trong nơi chuẩn bị diễn ra cái lễ hội bắt cá bằng tay các bạn nhé. Đây là một cái trại cá giống. Thì cái hội thi này nó sẽ diễn ra tại đây. Đây là một cái lễ hội truyền thống tổ chức hàng năm các bạn nhé. Thường thường ấy thì cái lễ hội này người ta hay tổ chức vào ngày 13 tháng giêng âm lịch hàng năm. Nhưng mà cách đây khoảng 2-3 năm thì do ảnh hưởng cái dịch Covid-19 nên cái lễ hội này tạm dừng, không tổ chức nữa. Bây giờ hiện tại đang là tháng 3 âm rồi các bạn ạ. Thì vừa rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang có tổ chức cái tuần văn hóa lễ hội du lịch huyện Lâm Bình. Người ta mới tái hiện lại cái hội thi truyền thống này. Thì hiện tại nơi tôi đang đứng là đang là một cái ao này. Nơi đây sẽ diễn ra cái hội thi bắt cá. Trước khi diễn ra cái lễ hội bắt cá này thì ban tổ chức người ta đã thả xuống cái ao này khoảng 5 tạ cá, bao gồm là cá chép, cá lăng và cá rô phi. Hiện tại đang là khoảng 8 giờ sáng các bạn ạ. Dân người ta cũng đang tập trung kéo đến để người ta xem thôi chứ cũng chưa đông lắm. Theo thông báo của ban tổ chức thì khoảng 9 giờ thì cái hội thi này mới chính thức bắt đầu. Nhiều như thế xưa. Các cơ thủ chuyên về đi câu vẫn đang xuất hiện ở khu vực đường bắt cá. Và ngày thường thì các cơ thủ này thì có thể... Phía ngoài này thì sẽ có mấy cái gian hàng bày bán những cái đồ sản vật của địa phương các bạn ạ. Nó cũng không lớn lắm đâu. Đây là cái gian hàng bán thịt trâu này. Đây là rau. Ở nha. Hôm qua sản phẩm bán về nhà bán tốt hết. Hôm mẹ nhé. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái khu vực bắt cá các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là dân người ta tập trung cũng khá là đông rồi. Bây giờ là 9 giờ kém 10 phút các bạn ạ. Thì chắc có khoảng 10 phút nữa là cái hội thi này chính thức được bắt đầu. Theo tôi quan sát xung quanh cái khu vực bờ ao thì cũng kín du khách với lại người dân người ta đến xem rồi. Thì cái nét độc đáo của cái cuộc thi này là bắt cá hoàn toàn bằng tay không mà không sử dụng bất kỳ các vật dụng thô sơ nào như chài lưới hay là vợt. Để tăng độ khó thì ban tổ chức sẽ thả những loại cá da trơn như là cá lăng. Về mặt ao thì cũng tương đối là rộng nên cái xác suất bắt được cá thì cũng tương đối là khó. Vậy là cái hội thi bắt cá bằng tay này chính thức được bắt đầu các bạn nhé. Người dân tham gia đã nhảy xuống ao để tiến hành bắt cá rồi. Đây, anh bạn thanh niên kia bạn đã bắt được con cá chép đầu tiên kìa. Không khí rất là sôi động các bạn ạ. Người bắt cá rồi là người cổ vũ trên bờ. Đa số là thanh niên nhưng mà xác suất cũng có một vài chị em phụ nữ cũng tham gia cái hội thi này. Như các bạn thấy ấy, thì cái mực nước ở ao đã được rút bớt đi và cũng tương đối là
nông luôn. Thì cái mực nước này nó sẽ tăng cái xác suất bắt được cá của người tham gia rất là cao. Những con cá đầu tiên đã được bắt lên, nhưng mà chắc cũng chưa được có con nào là có cái vây được gắn sợi chỉ của ban tổ chức đưa ra. Hôm nay nhiệt độ nó cũng tương đối là thấp các bạn ạ, nó rơi vào khoảng 15 đến 16 độ thôi, nên những thanh niên mà tham gia cái lễ hội thi này thì cũng phải tương đối là khỏe, sức chịu đựng tương đối là tốt thì mới chịu được cái lạnh của thời tiết hôm nay. Anh có mong là cái Tết năm sau hoặc những năm sau nữa được tổ chức sự kiện như này không ạ? Anh mong như thế nào ạ? Có ạ. Tôi mong sang năm sẽ được tham gia lễ hội, cảm thấy rất là vui. Vâng, em cảm ơn anh. Lấy ít thôi. Khiêm, cháu này may đấy. Tập chết đi anh cho vào. Em ơi, cho anh xem con cá một tí được không? Hai con cá chết, anh cảm ơn nhé. Đây là sao này, có hai con này. Quái thiệt kìa. Cá to quá anh nhỉ. Con này nhúng lẩu vì hết nước chấm mà. Cảm ơn thầy Tà Thiên. Vâng, rất tuyệt vời. Đây đúng là đây là một thể hiện cái sự thân thiện mến khách của những người con vô lực văn cảm. Phía bên kia thì đã có một bạn ấy bắt được con cá có đánh dấu sợi chỉ đỏ ở trên vây của ban tổ chức rồi các bạn ạ. Thì theo cơ cấu của giải thưởng thì sẽ có giải nhất, giải nhì và giải ba. Thì giải nhất nó rơi vào khoảng 500.000 thôi. Cái số tiền nó cũng không được lớn lắm. Chủ yếu là động viên khích lệ tinh thần của những người tham gia thôi. Đây là cái cuộc thi mà không giới hạn số lượng người tham gia các bạn nhé. Các bạn đến xem mà có muốn tham gia thì cứ nhảy xuống bắt bình thường thôi. Ngoài những con cá mà được ban tổ chức gắn cái chỉ ở trên vây lưng ấy, để căn cứ nhận giải thưởng, thì những con cá mà bình thường mà các bạn bắt được trong quá trình tham gia lễ hội ấy, thì mang về ăn bình thường, không phải trả bất kỳ một cái khoản tiền nào nhé. Cùng với con cá được vây chỉ đỏ rất tuyệt vời. Và đặc biệt hơn là anh thì cũng chưa có người yêu, và người ta vẫn nói là ai mà chưa có người yêu
bắt được con cá, được chơi chỉ đỏ, trở về có lời và xin chúc mừng ai. Nè, thoải mái ăn rồi chị nhờ. Bao nhiêu? Biết rồi. Nhưng mà con này làm gì có thương? Này cũng thôi.
Nhưng mà em không thích ăn con cá này. Mẹ nó đầy cái chân em chưa bắt được đâu. Quý vị có thể bất ngờ lắm nha, và nếu như nhà chúng ta không bắt được thì với khu vực có cần phải ban tổ chức tôi quý vị phải lắng lại và để chờ đợi tổ công tài sẽ đưa ra cân đến đàng hoàng. Bây giờ là khoảng 11 rưỡi rồi các bạn ạ. Cơ cấu giải thưởng thì các bạn tham gia các bạn cũng lấy gần hết rồi. Có lẽ là tôi xin phép đi về đây, bởi vì là buổi chiều tôi còn có chút việc bận nữa. Thì trong cái khuôn khổ tuần lễ du lịch và văn hóa huyện Lâm Bình năm nay ấy, thì ngoài cái cuộc thi bắt cá bằng tay ấy, thì còn tổ chức thêm một số các hoạt động khác. Như là ngày mai thì sẽ có cái lễ hội khinh khí cầu của quốc tế ở trên xã Thượng Lâm. Không biết là tôi có rảnh để đi quay cho các bạn được xem được hay không. Thì nếu mà tôi đi quay được ý, thì tôi sẽ đăng lên để cho các bạn cùng xem. Còn bây giờ tôi xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.